Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Và trong đó, hoạt động văn học nghệ thuật cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những tác động tích cực, thành tựu của cuộc cách mạng này thì cũng mang đến những thách thức không nhỏ cho các văn nghệ sĩ. Vậy cần phải làm gì để nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tọa đàm đời sống văn nghệ ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng. Xin được giới thiệu ca sĩ Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trương Vương Đà Nẵng. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền. Cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự buổi tọa đàm đời sống văn nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước tiên thì xin được hỏi nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ, tác động lớn nhất của công nghệ số với lĩnh vực văn học nghệ thuật là gì ạ? Và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thay đổi trong quá trình sáng tác thơ của mình trong cái thời kỳ 4.0 này. Tôi thấy rằng cuộc cách mạng này nó thay đổi toàn diện rất nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó thì về văn học nghệ thuật thì phải nói rằng có tác động rất lớn. Trước hết thì tất cả những cái phương tiện để mà sáng tác, phương tiện để mà quảng bá tác phẩm, phương tiện để mà ông ta truyền tải được tác phẩm của tác giả đến với độc giả, thì sau khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà phát triển ấy, ào ạt ấy, thì hầu hết đã thay đổi, thì thay đổi liên tục và luôn luôn nâng cao. Trong câu hỏi có nói cụ thể về sáng tạo thơ chẳng hạn, thì tôi như biết thì trước đây thì chúng ta các nhà thơ thường sáng tác qua cái bút và trang giấy, và sau đó thì muốn phát hành thì phải đến nhà in rồi sắp chữ rồi mới in tập sách rồi mới đem đi phát hành. Độc giả chỉ cầm tập sách giấy kia mới đọc được. Còn hiện nay thì nó phát triển mạnh hơn nhiều, đa dạng hơn nhiều. Bây giờ nhà thơ có thể là truyền cái tác phẩm mình đấy bằng đọc bằng nhiều cách. Có thể là bằng âm thanh. Ông có thể đọc bài thơ đó và ghi âm lại và truyền ngay đến cho bạn đọc. Và cũng có thể quay một cái clip để quay tác giả đang đọc bài thơ đó, đang trình bày bài thơ đó đến bạn đọc. Và nhiều phương tiện khác như mạng xã hội hoặc là những trang web của mình. Thì tôi thấy rằng đối với lĩnh vực sáng tạo văn học nó riêng cũng như hoàn loạt các lĩnh vực văn học nghệ thuật khác, thì cuộc cách mạng 4.0 đã tạo những điều kiện rất là tốt đẹp để văn nghệ sĩ sáng tạo. Xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ. Vâng, và chắc chắn thì đối với lĩnh vực nhiếp ảnh thì cũng sẽ tác động rất là nhiều với cái công nghệ số 4.0 trong thời đại ngày hôm nay. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về tác động của nó đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung, thì trong đó có lĩnh vực nhiếp ảnh và cụ thể như thế nào ạ, thưa nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền? Đối với tôi thì cũng thật là may mắn là ở cái tuổi của tôi là được đi qua hai cái thời kỳ, có nghĩa là thời kỳ từ máy phim rồi chuyển qua máy số, chuyển qua cái thời kỳ nên là cảm nhận rất là rõ. Thì lúc trước thì thực sự là muốn tham gia một cuộc thi ảnh quốc tế chẳng hạn, hoặc là muốn xem được những tác phẩm thì ngồi là sách báo thì cũng rất là hạn chế, rất khó tìm. Thì bây giờ thì chúng ta có thể là chỉ cần lên internet thì có thể là tham gia bất cứ cuộc thi ở nước nào, thật là đem những cái tác phẩm tốt của mình để đi thi, và mục đích là đưa cái hình ảnh của Việt Nam mình đi tới thế giới để được trưng bày ở một nước nào đó, để cho mọi người đều biết tới về cái đẹp của quê hương mình. Rồi phần còn lại là về phần thiết bị ấy, thì thực sự là nó thay đổi là gọi là quá khủng khiếp. Từ một cái máy phim, từ có thể chụp giả sử như chụp động vật hoang dã chẳng hạn, thì với tốc độ chụp hồi xưa thì một cái thiết bị thì có thể chụp được 10 hình trên giây. Thì khi giả sử như ở Sơn Trà mình thì vọc thì rất là đẹp, nhưng mà có thể là chụp 10 hình thì chụp một cái khoảnh khắc nhảy rất là khó. Nhưng mà với cái thiết bị mới bây giờ nó lên tới 30 hoặc 40 hình trên giây, thì gần như là nó như quay phim đó, nó không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Nên tôi cảm thấy là với cái sự phát triển mạnh mẽ của 4.0 và công nghệ và kỹ thuật số thế này thì rất là thuận lợi cho cái việc sáng tác cũng như là có những cái tác phẩm độc đáo về cái giới nhiếp ảnh thôi. Vâng, xin được cảm ơn nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền ạ. Vậy thì còn đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong thời đại số thì như thế nào ạ, thưa anh Quang Hào? Và nó có khác gì so với trước hay không?
và rất là muốn nghe những cái chia sẻ từ anh Quang Hào. Cái xã hội thì nó đang phát triển, thì cái vấn đề tác động của 4.0 thì nó cũng đơn giản là nó cũng sẽ theo cái xã hội phát triển thôi. Tuy nhiên là mình cảm giác là mình vẫn còn bị chậm hơn nhiều đất nước tiên tiến về cái cách mà ứng dụng những cái công nghệ đối với cái biểu diễn nghệ thuật. Thì nhưng mà tuy nhiên thì đối với nhà hát Trương Vương thì hiện tại thì chúng tôi cũng có những cái chương trình livestream, rồi cũng có những cái chương trình mà phát hành trên những cái kênh YouTube, và một số những nghệ sĩ là trước đây là có thể là các bạn không được tiếp cận khán giả nhiều, và tuy nhiên là bằng những cái công nghệ số thì các bạn được trực tiếp với khán giả ở xa, thậm chí là hải ngoại, nước ngoài. Thì cái vấn đề biểu diễn thì thật sự là nó cũng update nhanh nhất, bởi vì là bây giờ cái thị trường về nghệ thuật cũng như là hoạt động biểu diễn nghệ thuật nó mang tính thị trường cũng như là thương mại có chất lượng nó đang rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ muốn xem một live show của một cái ca sĩ rất là nổi tiếng ở nước ngoài thì chúng ta có thể là vào cái app trả tiền và mua vào trong app để mình xem. Thì cái vấn đề là để tiếp cận điều đó thì phải nói là cái sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 nó đã đưa chúng ta đến một cái thế giới cũng như một cái không gian trong tương lai rất là mạnh. Chỉ có vấn đề là chúng ta có tiếp cận cho nó đúng hay không thôi. Ở mỗi mảng thì và có nhanh hay không thôi. Tôi thấy là các bạn trẻ bây giờ là phải nói là một cái đội ngũ tiên phong để trong cái vấn đề là ứng dụng những công nghệ 4.0, nhất là ca sĩ. Các bạn sẽ có những cái ví dụ như các bạn có một số những ca sĩ bây giờ là có những cái trang mạng riêng của mình, và người ta họ cũng update rất là nhiều những cái thông tin của mình lên cho đó. Thì tôi thấy cũng so với trước đây thì chúng ta mua được một cái đĩa là khó khăn rồi, nhưng bây giờ thì rất là dễ dàng. Cụ thể hơn với nhà hát Trương Vương thì đã ứng dụng, áp dụng những cái thành tựu của công nghệ số này trong cái việc biểu diễn cũng như là hoạt động của mình như thế nào? Thực ra thì nó cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng tôi sẽ có những cái kênh riêng để đưa các chương trình nghệ thuật lên trên mạng xã hội và tiếp cận rất là trực tiếp đối với khán giả. Còn trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ có một cái app riêng của nhà hát Trương Vương. Các quý vị mà đến với nhà hát Trương Vương những cái chương trình thì cũng không cần là phải mua vé, những cái tấm vé nữa, sẽ vào cái app đó và mua vé trực tiếp vào đó. Xong rồi đến là chỉ cần là một cái code thôi, thì sẽ coi như là đã có một cái vị trí ngồi tại nhà hát Trương Vương rồi. Còn việc mà biểu diễn thì ứng dụng công nghệ số thì thật ra là nó cũng chỉ là làm sao tiếp cận mạnh nhất với cái khán giả bằng cái hình thức là livestream hoặc là những cái kênh YouTube thôi. Chứ hiện tại thì cũng chưa có một cái gì mà nó thực sự là nó quá nổi bật trong cái công tác biểu diễn. Bởi vì thực ra thì cái vấn đề biểu diễn nghệ thuật nó trực tiếp nó cũng thú vị hơn là cái lúc nào cũng phải gián tiếp. Cho nên theo tôi thấy là cái để ứng dụng cái này thì nó ở một mức độ vừa phải. Và nhất là cái thời gian Covid vừa qua thì một số những cái chương trình livestream của nhà hát Trương Vương cũng để lại rất là nhiều những ấn tượng. Bây giờ nhiều cái công nghệ để các hoạt động nghệ thuật biểu diễn được lan truyền mạnh. Thậm chí là bây giờ một số những cái chương trình mà chúng tôi vừa đưa lên mạng xã hội bằng cái hình thức livestream chỉ trong một tiếng đồng hồ thì đã có vài ngàn người vào follow theo. Xin được cảm ơn anh Quang Hào ạ. Thưa nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, và chúng ta biết là thành tựu của cuộc cách mạng số đã tạo điều kiện thuận lợi để mà văn học nghệ thuật phát triển, trong đó có nghệ thuật nhiếp ảnh và biểu diễn ca múa nhạc như là chia sẻ của nghệ sĩ Huỳnh Văn Truyền cũng như là ca sĩ Quang Hào. Vậy thì ông có thể cho biết thêm là cuộc cách mạng số đã tác động như thế nào đối với chất lượng sáng tác của văn nghệ sĩ thành phố ạ? Theo tôi thì qua cái cuộc cách mạng kỹ thuật số này thì nó nâng tầm, nó giúp cho mỗi văn nghệ sĩ nó sáng tác được tốt hơn. Đồng thời cái việc quảng bá tác phẩm, cái việc sản xuất các sản phẩm về văn hóa nghệ thuật nó thuận lợi hơn nhiều. Chúng ta ví dụ như là đối với ngành nghệ thuật âm nhạc thì trước đây ta biết rằng cái việc mà sản xuất những bài hát rồi có từ dàn dựng đến biểu diễn rồi sản xuất các đĩa để mà phát hành thì nó khó khăn hơn nhiều. Nhưng bây giờ qua kỹ thuật số thì như ta biết thì rất rất nhiều dạng, từ
livestream giống như anh Hào vừa nói, đến cái việc mà dàn dựng những cái chương trình lớn để mà truyền tải quảng bá ở trên cộng đồng mạng thì nó thuận lợi hơn. Đặc biệt là kể cả kỹ thuật sân khấu. Qua cái kỹ thuật số này chúng ta thấy rằng cái việc mà trang trí sân khấu biểu diễn, ví dụ nhà hát Tuồng Nguyễn Dĩnh hoặc là những cái sân khấu biểu diễn nghệ thuật chẳng hạn, qua các kỹ thuật số bằng nghệ thuật sử dụng ánh sáng bằng màn hình LED chẳng hạn, thì Phật phải nói rằng chúng ta đầu tư rất là ít, nhưng mà nhìn vô sân khấu hiện đại với công nghệ số thì nó khác xa, và hiệu quả biểu diễn nó khác xa, nó hỗ trợ cho diễn viên biểu diễn tốt hơn. Trên một số cái lĩnh vực khác như văn học hoặc là điện ảnh hoặc là kể cả kiến trúc thì phải nói rằng cái sự tác động của cái sự phát triển của công nghệ số nó giúp cho mỗi văn nghệ sĩ tôi cho là phát triển tốt hơn. Tuy nhiên cần phải nói lại thế này, tất cả những cái phương tiện phát triển của thời kỳ công nghiệp 4.0 á là nó hỗ trợ thôi, nó hỗ trợ cho văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tác và quảng bá tốt hơn, nhưng mà nó không thể nào vừa là giúp cho tác phẩm đó hay hơn ngồi bản thân người văn nghệ sĩ đó. Tôi muốn nhấn mạnh là cái vai trò của con người, vai trò của nghệ sĩ, tài năng của nghệ sĩ luôn luôn là một yếu tố quan trọng để mà tạo nên những tác phẩm hay. Vâng, ông có nhấn mạnh thì yếu tố về công nghệ thì cũng là yếu tố phụ, con người thì vẫn là sự then chốt. Vậy thì chúng ta ứng dụng cái công nghệ đó nên ở một cái mức độ nào là phù hợp để tránh đi cái sự lạm dụng và thậm chí là chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ và làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm? Theo nhà thơ là như thế nào? Tôi cũng nghĩ rằng nếu chúng ta quá lợi dụng cái sự phát triển của công nghệ số thì nhiều khi nó làm hạn chế cái sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Chúng ta nghĩ rằng nhờ cái app đó, nhờ cái kỹ thuật mới đó nó làm giúp tác giả, thì đó là việc sai lầm. Mà chính phải người nghệ sĩ phải sáng tạo, luôn luôn sáng tạo ra những cái mới. Ví dụ như là kể cả cái việc mà áp dụng công nghệ đó cũng phải là người sự sáng tạo của nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải nắm vững được các những cái làm chủ trong vấn đề sử dụng các công nghệ mới thì mới sáng tạo tốt được. Còn nếu không thì biến chúng ta thành cái máy luôn thì nhiều khi là không hiệu quả. Và cái vấn đề này nó được thể hiện nhất là ở cái lĩnh vực nhiếp ảnh đó, đúng không? Bây giờ chúng ta có quá nhiều là công nghệ, nào là máy tele, ống dài, rồi rất nhiều cái phần mềm để chỉnh sửa ảnh, xóa phông nền, làm ảnh sáng lên hoặc làm da mịn đẹp lên. Thì những cái công nghệ đó nó có làm mất đi cái chất lượng hay là cái hồn của sản phẩm của mình không ạ? Thì như tôi là hoàn toàn đồng tình với cái ý kiến của anh Khiên. Vì thực sự trong nhiếp ảnh á, thì bây giờ là gọi là các cái phần mềm mà các bạn thường nghe nói là cái gì là lạm dụng Photoshop, có nghĩa là lạm dụng phần mềm, thì thực ra cái nó cũng rất là khó. Tại vì khi mà bức hình nó chụp ra thì nội dung nó đã đẹp rồi, ánh sáng độ nó vừa phải rồi, đôi lúc có nhiều bạn muốn ấn tượng hơn thì tăng các HDR lên, nó hoặc là có thể là làm cho nó khung cắt nó cao quá, nhìn vô hình nó chát hơn, thì làm dẫn tới cái người xem nó sẽ mất đi cái cảm xúc về bức hình đó. Nên là thực sự mà nói thì cái việc lạm dụng công nghệ là có thiệt. Anh có trăn trở với một suy nghĩ là trước đây chúng ta thấy có những cái bức hình là ở thể loại là trắng đen thôi, ngày xưa thôi, nhưng mà đến tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ và người ta vẫn hiểu về những câu chuyện khi người ta nhìn những bức ảnh đó. Nhưng với hiện tại bây giờ nhiều bức ảnh rất là sinh động, màu sắc sặc sỡ, bố cục rất đẹp, nhưng chỉ là trong trưng bày triển lãm người ta chỉ nhớ vào một cái thời điểm. Thì đó là vì công nghệ hay là vì con người? Thì thật ra cái đó là cả hai yếu tố. Thì cái thứ nhất là về cái bức hình nó đẹp, là không phải là cái đẹp hào nhoáng mà phải đẹp về nội dung nữa. Nó đẹp càng sâu sắc, cái nội dung càng có tính lan tỏa hoặc là có ý càng ý nghĩa, thì chắc chắn cho dù nó là màu hay là trắng đen thì nó vẫn để lại trong lòng công chúng hết. Còn một bức hình là chỉ đẹp về như ví dụ như bình minh hay hoàng hôn thế nào nó rạng rỡ nhìn rất là đẹp, thì nó đúng như chị nói hồi nãy là nó chỉ có thể là qua một cuộc triển lãm hay qua một cái gì trong cái thời điểm đấy thôi, nó sẽ khó lưu lại trong lòng của chúng được. Vấn đề là cái hồn của chúng ta để vào mỗi cái tác phẩm đó như thế nào, còn lại công nghệ chỉ là cái mặt phụ hỗ trợ thôi, đúng không ạ? Với quan điểm anh ca sĩ Quang Hào thì có đồng ý với lại hai vị khách mời tên Nguyễn Giao Khiêm và anh Văn Truyền không ạ? Thực ra thì mình cũng rất là đồng ý
Quan điểm của hai anh, cái hồn đó là cái quan trọng nhất là trong cái vấn đề sáng tác nghệ thuật. Và đặc biệt thì mình cũng phải có chừng mực. Nói lại cái yếu tố của người cũng là rất quan trọng. Khi anh xây dựng kịch bản hay là khi anh gắn kết cái tổng thể để ra một cái chương trình ấy, thì cũng chưa biết cái chỗ nào để cho cái công nghệ nó bật lên, còn cái chỗ nào là để cho cái hồn nó được đã. Đôi khi người ta cũng kết hợp vào cái công nghệ để nó sâu hơn, nó sâu hơn về trong cái tính chất dàn dựng biểu diễn chẳng hạn. Thật sự là bây giờ một số những thiết bị về ánh sáng mình thấy rằng bây giờ nó tiên tiến đến mức độ là nó giúp cho những cái sáng tạo nghệ thuật nó được thăng hoa vô cùng lớn. Ví dụ một cái đèn moving thôi, nó có thể bây giờ nó làm cho cái sân khấu nó lung linh lên rất là nhiều. Và cái yếu tố con người ở đây là đôi khi không phải là bật hết tất cả những cái đèn nó lung linh đâu. Đôi khi chỉ vài cái hoặc là cộng với để focus vào đúng một cái nhân vật nào đó hoặc là một cái tâm điểm nào đó để đưa tất cả khán giả thu hút vào cái nội tâm đó thì nó cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn ba vị khách mời. Và một lần nữa thì chúng ta cũng đều đồng ý là cái thời đại công nghệ số thì tất nhiên sẽ đòi hỏi các văn nghệ sĩ chúng ta phải đổi mới từ tư duy đến hành động và biến công nghệ thành công cụ sáng tác và không lệ thuộc vào công nghệ để rồi trở thành một nghệ sĩ. Chúng ta thiếu đi cái sự sáng tạo của mình. Thì bởi chúng ta đã khẳng định là sáng tác văn học nghệ thuật thì yếu tố con người là then chốt và quyết định đến chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật. Vậy xin được hỏi thêm nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm là với vai trò là Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thì thời gian qua Liên hiệp hội đã có những giải pháp gì, hoạt động gì để mà bồi dưỡng cũng như là tạo điều kiện để các hội viên của mình phát huy năng lực sáng tác? Trong thời gian qua thì Liên hiệp văn học nghệ thuật cùng với các hội chuyên ngành luôn luôn quan tâm đến việc mà phổ cập những kiến thức cơ bản để cho văn nghệ sĩ làm sao nắm được, làm chủ được cái kỹ thuật số ở trong cái quá trình sáng tạo của mình. Ngoài ra thì chúng tôi đã tổ chức những cuộc thi ảnh online, tức là không cần phải là đến trực tiếp là sáng ảnh nộp đâu, nhưng mà chúng tôi sẽ có một cái nền tảng của cái mạng, thì mỗi tác giả đều vô cái trang web đó và gửi ảnh lên đó, và chúng tôi có một hệ thống người tiếp nhận và hội đồng giám khảo cũng chấm ảnh đó ở trên online và kết quả cũng chấm đi online, vân vân. Thì chúng tôi tận dụng tất cả cái hình thức đó để mà giúp cho các văn nghệ sĩ phát triển. Đặc biệt thì đối với những cái hình thức khác thì những cuộc thi như triển lãm, ví dụ triển lãm ảnh cũng online, mà cái thành quả này có được thì từ lúc mà dịch Covid xảy ra, lúc đó tôi không tổ chức triển lãm ảnh ngoài thực tế được, cho nên về mỹ thuật cũng như là nhiếp ảnh, cũng kể cả âm nhạc thì chúng tôi đều là tận dụng cái mạng xã hội, nền tảng internet để tổ chức hoạt động của mình. Thì tôi cho đây cũng là một lợi thế để cho văn học nghệ thuật phát triển, và trong thời gian đến thì Liên hiệp văn học nghệ thuật cũng sẽ tiếp tục tận dụng những cái hình thức nền tảng này để giúp cho văn nghệ sĩ có những cái khoảng rộng không gian trên mạng để mà thỏa chí sáng tạo. Ngoài ra thì hướng sắp tới thì chúng tôi cũng muốn rằng cũng nâng cao thêm, làm sao mỗi văn nghệ sĩ có được một cái trang mạng xã hội cá nhân, một trang web blog cá nhân. Tiến tới thì chúng tôi sẽ nâng cao thêm cái trang thông tin điện tử của Liên hiệp văn học nghệ thuật, đồng thời mở thêm một trang web của tạp chí Non Nước, để mà trên nền tảng đó thì chúng tôi góp phần quảng bá những cái tác phẩm của anh em văn nghệ sĩ thành phố. Thì trong những cái điều kiện có thể thì chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cái lợi thế của sự phát triển khoa học công nghệ để mà giúp cho văn nghệ sĩ sáng tạo trong thời gian tới. Và như những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm thì có thể thấy là các lớp bồi dưỡng cũng như là những cái phong trào hoạt động sáng tác, những cái cuộc thi cũng đóng vai trò không nhỏ trong cái việc là phát hiện và nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Vậy thì điều này nó có được thể hiện qua cái ngành nhiếp ảnh của mình không ạ, thưa anh Huỳnh Văn Truyền? Thì thực sự là nó rất là quan trọng, như để mà nắm bắt cái gọi là cái xu thế đó,
thì với lại cũng được sự hỗ trợ của Liên Hiệp, thì Hội Nhiếp ảnh thành phố cũng đã tổ chức rất là nhiều những cái trại sáng tác cũng như là đợt sáng tác thực tế, cũng như là tập huấn để mời các cái nghệ sĩ lớn về tập huấn về cách sử dụng Photoshop hoặc là nắm bắt các cái thiết bị mới, thì nó cũng cải thiện cho anh em rất là nhiều. Mỗi năm thì thường ở Hội Nhiếp ảnh thành phố là được hai đợt đi sáng tác, hoặc là một trại sáng tác, hoặc là một đợt tập huấn. Năm nay Hội Nhiếp ảnh thành phố thì vừa đi sáng tác là thế chủ đề là tự hào một giải biên cương, và theo cái cuộc thi của ban tuyên giáo là đề ra đó. Thì mọi người nói chung là anh em là cũng rất là phấn khởi. Vâng, và như chia sẻ của các vị khách mời thì các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật là một sân chơi bổ ích và lý thú của giới văn nghệ sĩ. Và các giải thưởng văn học nghệ thuật cũng là nguồn động viên to lớn để cho các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến sức mình. Và sau đây xin được mời quý vị cùng ba vị khách mời chúng ta theo dõi phóng sự ngắn sau. Đây là lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020. Giải thưởng lần này có 167 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả tham gia. Kết quả đã có 59 tác phẩm xuất sắc được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng giải thưởng, trong đó có 8 giải A, 16 giải B, 19 giải C và 16 giải khuyến khích. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ tư có một cái điểm mới so với trước, ba lần trước là có hẳn một chủ đề về văn nghệ thiếu nhi tách thành một phần riêng, và vì vậy cho nên có thể xem đấy là một cái điểm mới, một điểm nhấn trong cái giải thưởng lần này, nhằm mục đích là khuyến khích cái sự sáng tạo dành cho tuổi trẻ. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng được thành lập từ năm 2012. Đây là hoạt động nhằm khích lệ, động viên hoạt động sáng tạo, cũng như ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên, biên đạo, đạo diễn và các thành phần sáng tạo khác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật của thành phố. Mỗi người sáng tác thì trong tâm huyết họ đều có sáng tác, và tác phẩm này nó còn có thể khích lệ tinh thần cho sáng tác sao nó tốt hơn, đẹp hơn, cho mình không phải dừng lại ở đây mà phải có những ý tưởng mới, những ý tưởng sáng tạo mới, kết hợp những cái phong cách và tạo hình của riêng bản thân của mỗi người họa sĩ để nâng cao cái tác phẩm mình. Lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng khẳng định, các văn nghệ sĩ đoạt giải bằng thành quả lao động nghệ thuật chất lượng cao của mình đã tạo thêm một dấu mốc trong tiến trình phát triển của văn học và nghệ thuật thành phố. Họ đã luôn nỗ lực sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật mới, hay, hấp dẫn, có ích cho cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đà Nẵng. Và phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy là sự ghi nhận của thành phố chính là nguồn động viên tinh thần lớn lao để văn nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê trên con đường sáng tác văn học nghệ thuật. Và tuy nhiên thì để những tác phẩm này đến gần hơn với công chúng thì chúng ta cần phải có một sự quảng bá rộng rãi. Vậy thì các văn nghệ sĩ đánh giá như thế nào về việc quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật trong thời gian qua? Và đầu tiên thì xin được mời nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ. Tôi thấy rằng từ khi mà có công nghệ số phát triển thì đó là một cái thời cơ vàng để chúng ta quảng bá tác phẩm của mình ra nước ngoài, ra trong nước, cũng như tiếp nhận những cái sản phẩm văn hóa của nước ngoài đến Việt Nam, đến với bản thân mỗi người. Thì nó không biên giới, cho nên chúng ta quảng bá rất là thú vị. Còn mỗi chúng ta hiện nay thì cần tìm hiểu bất cứ ca sĩ nào, bất cứ nhà văn nào, bất cứ nhà điện ảnh nào trên toàn thế giới, thì chúng ta có thể mở tivi thông minh ra, chúng ta có thể xem thoải mái, hoặc là chúng ta có thể xem một cuốn phim nào đó. Thì đó là việc tiếp nhận những cái tinh hoa văn hóa của thế giới đối với mình. Thì chúng ta nghĩ ngược lại đi, thì chúng ta tại sao chúng ta không tận dụng cái hệ thống internet toàn cầu để chúng ta chuyển tải được những cái sản phẩm của mình đến với người dân trong nước cũng như nước ngoài. Thì xác định là thời cơ đó, cho nên trong thời gian qua thì Liên hiệp Văn học Nghệ thuật cũng như các hội chuyên ngành của thành phố đó luôn luôn động viên các văn nghệ sĩ hãy tập trung để mà tìm hiểu cái sự phát triển công nghệ và cố gắng là tự mình
tự mình quảng bá tác phẩm của mình đến với cộng đồng. Trong thời gian qua chúng ta thấy hình ảnh của những cái tác phẩm mỹ thuật này, tác phẩm nhiếp ảnh này, những bài hát này viết về Đà Nẵng lan tỏa rất là mạnh mẽ ở trên mạng xã hội, rồi trên những cái trong web, đặc biệt là trên những cái hệ thống YouTube hiện nay trên toàn thế giới. Tuy nhiên cái vấn đề này nó cũng có vấn đề thứ hai nữa là đó là vấn đề vi phạm bản quyền. Thì đây là tôi cho là vấn đề nan giải hiện nay, bởi vì chúng ta có thể là đưa rất là nhiều những hình ảnh của cá nhân mình để mà đi trên mạng xã hội, trên trang web để mà tuyên truyền, nhưng mà nhiều khi bản quyền là bị vi phạm. Nếu như chúng ta không có hành lang pháp lý ấy, thì làm cho các văn nghệ sĩ đó là không dám đưa tác phẩm mình lên, cũng có nghĩa rằng hạn chế cái việc tuyên truyền quảng bá tác phẩm. Thì hai vấn đề đó thì hiện nay tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có những giải pháp thật sự một cách gọi là bằng luật để mà giúp cho văn nghệ sĩ vừa sáng tạo được tốt, vừa bảo vệ được cái bản quyền của mình. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ. Và cũng xin được nghe ý kiến từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền. Thực sự mà nói về cái tính chất quảng bá thì cái hình ảnh là cái được lợi nhiều nhất từ cái 4.0. Vì nó trực quan, nó chỉ cần đưa một cái hình ảnh lên trang mạng cá nhân hoặc là nói thì này được người xem và cảm nhận và xem là gọi là tức thì. Và nhất là các cái cuộc thi ảnh của thế giới thì gần như là nó rất là thuận tiện, là không phải gửi ảnh giấy, không phải đợi chờ lâu hoặc là không biết là gửi tới hay chưa, chỉ cần vào đăng ký tham gia một cuộc thi của một cái tổ chức nhiếp ảnh lớn phi áp hoặc là của một nước nào đó thì chúng ta có thể update ngay cái tấm hình mà chúng ta mới vừa sáng tác lên nó được. Bên hội thì còn có các câu lạc bộ, thì trong các cái trang giả sử như câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng thì có một cái trang fanpage riêng dành cho những cái tác phẩm tốt của anh em sáng tác, là dành riêng đăng tải lên đó để nó làm cái gọi là triển lãm online, thì tất cả mọi người có thể lúc nào cũng thể vào đó xem được những tác phẩm tốt của những cái người nhiếp ảnh Đà Nẵng chúng ta sáng tác ở trên đấy. Thật sự thì mạng xã hội là một trong những nhà xuất bản rất là rộng rãi của tất cả các văn nghệ sĩ. Khi muốn đưa một cái tác phẩm nghệ thuật lên thì chắc chắn trong vòng một giây thôi thì tác phẩm đó sẽ được lan truyền rất là rộng rãi. Vậy thì xin được mời ca sĩ Quang Hào về ý kiến quảng bá các cái tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như là các cái tác phẩm biểu diễn thì nó sẽ như thế nào. Thực ra thì nói như anh Khiêm là đúng, cái thời điểm này nếu mà chúng ta không có những cái công nghệ số như quảng bá những cái sản phẩm về nghệ thuật của mình đối với mạng xã hội thì thật sự đó là một cái sự thiếu thốn rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ tất cả những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật hầu như chúng tôi đã đặt cái tiêu chí đầu tiên, đó là cái vấn đề truyền thông về tất cả những cái đối với cái trang mạng xã hội là hàng đầu. Tuy nhiên là cũng có những cái kế hoạch cho cái chiến lược này thì nó mới thành công được, chứ không phải là anh có tác phẩm anh đẩy lên mạng xã hội cái là anh thành công đâu. Nhưng phải có chiến lược cho nó, và thấy được cái ít nhất phải cái đích của nó là cái gì, phải đạt được bao nhiêu. Vì chúng tôi khi thực hiện những cái chương trình đó thì cũng sẽ chia ra từng cái giai đoạn để truyền thông. Tôi thấy là việc quảng bá trong cái thời đại bây giờ công nghệ 4.0 là hết sức cần thiết, và nó giúp cho những cái sản phẩm về nghệ thuật nó được lan truyền rất là mạnh mẽ. Tôi thì cũng đã có dịp và cũng đã được xem rất là nhiều lần những chương trình nghệ thuật do Nhà hát Trưng Vương tổ chức và biểu diễn thông qua những cái nền tảng số, và chương trình đã thu hút rất là đông đảo người xem và lấy đi nước mắt của rất là nhiều người nữa. Vậy thì ca sĩ Quang Hào có thể chia sẻ thêm cái bức tranh chân thực về những cái chương trình này, và anh nhận thấy là phản hồi của khán giả đến thời điểm này là như thế nào? Cái điều khó khăn nhất hiện tại của chúng tôi đó là cái vấn đề bản quyền. Hiện tại bây giờ thì cũng có một số những cái công ty lớn, người ta họ lại thu hút hết tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật về một mối. Đó, khi mà chúng tôi sản xuất chương trình thì thực sự là cũng không phải là cái bài nào cũng xin được, và phải mua rất là nhiều. Tuy nhiên là đối với một cái đơn vị hành chính sự nghiệp như chúng tôi thì khi sản xuất chương trình muốn phục vụ cho nhân dân thôi. Khi mà đưa lên nền tảng số thì cứ không cần biết anh phục vụ cái gì, nhưng mà đưa lên nền tảng
là anh vi phạm bản quyền thì nó sẽ có thông tin để đối với lại đơn vị. Đôi khi chúng tôi cũng rất là hạn chế trong cái vấn đề sáng tạo, thậm chí là trong cái vấn đề biên tập. Đôi khi có những cái đoạn nhạc nó lại tương đối giống nhau, mình lại không biết, bởi vì nó muôn vàn muôn vẻ. Thậm chí là một số những ca khúc, những cái phòng biểu diễn thì cũng rất là muốn biểu diễn cho nhân dân, nhưng mà nó lại bị cấn về cái đó. Thì đó thì cũng là một trong những cái cũng khó khăn. Tuy nhiên ấy, thì bức tranh mà nó chân thật nhất vẫn là khi mà chúng tôi sản xuất là cái sự tiếp cận đối với lại công chúng nó mạnh hơn. Thay vì là phục vụ cho vài trăm khách tại một cái nhà hát hoặc là ngàn khách tại nhà hát, thì chúng tôi được phục vụ cho rất là nhiều những cái đối tượng khán giả trên mọi nhiều nơi. Đặc biệt hơn nữa, cái vấn đề những nghệ sĩ, nhất là những cái nghệ sĩ ở địa phương lại có những cái điều kiện để tiếp cận nhiều hơn đối với công chúng trên cả nước. Thay vì là chỉ là hình ảnh của một ngôi sao nào đó người ta mới biết, thì bây giờ qua những công nghệ số thì rất nhiều những khán giả người ta lại biết những cái nghệ sĩ, có đôi khi là những nghệ sĩ rất là chất lượng nhưng mà không có nêm, và từ đó lại có nêm. Thì đó là một trong những cái mà chúng tôi muốn định hướng đến. Thứ nhất là để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ. Thứ hai là cũng có những cái sản phẩm để phục vụ cho công chúng qua cái nền tảng công nghệ số. Xin được cảm ơn câu trả lời của nghệ sĩ Quang Hào ạ. Vâng, và trên thực tế thì thời gian qua thì chúng ta thấy là thông qua các trang mạng xã hội thì việc quảng bá các tác phẩm cũng như là tiếp nhận thông tin từ công chúng, có nghĩa là những cái phản hồi từ công chúng để mà chúng ta hoàn thiện cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, thì điều này nó được bản thân mình thực hiện như thế nào ạ, thưa nghệ sĩ Hoàng Văn Truyền? Nếu như là tác phẩm mình tâm đắc, mình đã trao chút, thì mình sẽ rất là cân nhắc khi mà nghe những lời góp ý là nên đúng hay nên làm hay không, hoặc là mình sẽ hỏi ông anh lớn hơn, có người nói như thế anh có thấy đúng không, đó là chia sẻ nghề nghiệp của anh em. Còn với những tác phẩm mà mới hay những cái lĩnh vực mới mà được góp ý thì thực sự là mình phải tìm hiểu lại, và cũng thông qua đó mình cũng có thể là cải thiện mình hơn từng ngày. Và còn với nhà thơ Nguyễn Nho Kim thì chỗ nào ạ? Cái hấp dẫn của cái công nghệ số đó là sự trao đổi trực tiếp tức thời giữa cái tác giả và độc giả của mình. Ví dụ như là khi mà ông tôi chuyển tải một cái bài thơ hoặc một tấm ảnh lên trên mạng xã hội, thì ngay lập tức đẹp xấu hay là bình luận của độc giả ở khắp nơi thì đã phản hồi ngay với tác giả. Thì tôi cho đây là một trong những cái ưu việt, ưu thế mà tính hấp dẫn mà trước đây không thể có được. Thì tôi cho đây là một trong những cái mà nó giúp cho tác giả càng hoàn chỉnh tác phẩm mình hơn. Và sau đây xin được mời quý khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta cùng nghe một vài chia sẻ liên quan đến văn học nghệ thuật trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 từ nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiến và nhà thơ Đinh Thị Như Thúy, người vừa đạt giải A tại lễ trao giải văn học nghệ thuật thành phố lần thứ tư, để có một cái nhìn toàn diện hơn. Đối với sáng tạo văn học nghệ thuật thì rõ ràng với cái tốc độ lan truyền nhanh nhạy của mạng xã hội, của Internet, thì rõ ràng là cái việc quảng bá tác phẩm của những văn nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tạo của mình chắc chắn là sẽ đáp ứng được tốt hơn so với trước đây. Thứ hai nữa đó là bây giờ thì chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính là những người nghệ sĩ có ý thức học tập vẫn có thể tìm được những cái điều mình cần tìm. Và từ đó nó giúp cho cái hiểu biết của mình, cái kiến văn của mình nó rộng rãi hơn, nó toàn diện hơn, và do vậy sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật của mình. Sáng tác của chúng ta bây giờ nó không chỉ công bố bằng cách là in, bằng cách là xuất bản bằng tác phẩm giấy, mà còn thường được công bố trước tiên là
ở trên các cái mạng xã hội, và chính cái sự tương tác tức thì của mạng xã hội đó là có thể nhận ra từ những lời khen chê đó những cái điểm mà coi như gần như là biên tập hay là đóng góp để từ mình biên tập lại tác phẩm của mình, và từ đó mình có thể là có những cái tác phẩm mà nó tốt hơn, đáp ứng được là cái sự mong đợi của cái bạn đọc nhiều hơn. Và như những chia sẻ của các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là qua đoạn video clip ngắn vừa rồi, thì có thể thấy là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đã góp phần nâng cao cái chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà sự tác động của công nghệ ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác cũng như là phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ. Vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì các văn nghệ sĩ chúng ta cần làm gì để nâng cao chất lượng tác phẩm của mình? Với ý kiến cá nhân của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm thì như thế nào? Như chúng ta trao đổi trước đây đấy, thì phải nói rằng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là một cuộc cách mạng lớn, ào ạt, dữ dội, và nó thay đổi liên tục. Do đó thì là những người văn nghệ sĩ phải luôn luôn tỉnh thức để mà đón nhận những cái thay đổi mới của công nghệ 4.0. Bởi vì nó không phải dừng lại ở đây đâu, nhưng mà tiếp tục từng ngày một nó sẽ thay đổi. Như thì các văn nghệ sĩ, từ nghệ sĩ nhiếp ảnh đến diễn viên đến ca sĩ đến nhạc sĩ vân vân, thì nếu như mà chúng ta không chịu khó tiếp nhận những cái phát triển mới của công nghệ thì chúng ta tự mình lạc hậu và không tiến kịp được những sự phát triển chung của cái đợt cuộc cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0 này. Tuy nhiên thì chúng ta phải tiếp nhận, nhưng mà chúng ta phải trộn lạp. Chúng ta không thể nào để cho những cái sự phát triển công nghệ nó cuốn mình đi. Nếu như nó cuốn mình đi thì mình đánh mất cái bản sắc của chính mình. Mà tôi nghĩ rằng một văn nghệ sĩ mà muốn tồn tại, muốn có tác phẩm thì mỗi người đều phải tạo cho mình một phong cách riêng, một cái kiểu sáng tạo riêng, mang dấu ấn cá nhân đậm nát thì nó mới gọi là sự sáng tạo. Xin cảm ơn những ý kiến từ nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm ạ. Vậy thì cùng với nhiếp ảnh, nghệ sĩ Huỳnh Văn Truyền thì sao ạ? Thì thực tình thì với cái thời điểm bây giờ là cái sự giao lưu văn hóa nó rất là nhiều. Nhất là các bạn có thể lên mạng rồi xem những cái tác phẩm của những người nổi tiếng rất là dễ dàng. Thì cái xu thế như trong cái nhiếp ảnh ấy, là cái xu thế của thế giới ấy, là nó thay đổi từng ngày. Nên là trong cái thời điểm này thì cái cách tốt nhất, học hỏi tốt nhất là thường xuyên cập nhật và xem những tác phẩm mới của những cái nghệ sĩ lớn để mình có những cái hướng mình rút kinh nghiệm ra cho mình, để mình làm ra những tác phẩm mà nó vừa đẹp về nội dung, vừa đẹp về hình thức và nó phù hợp với xu hướng của thế giới nữa thì nó ổn hơn. Vậy thì càng nâng cao chất lượng các tác phẩm của mình thì mình càng phải biết học hỏi nhiều hơn, tham khảo nhiều hơn. Nhất là trong cái vấn đề gọi là sử dụng phần mềm thì bây giờ gần như là kể cả cái hướng dẫn sử dụng thì nó cũng rất là nhiều và rất là đơn giản, chỉ cần ngồi chịu khó tập trung, mình cần tìm cái gì mình muốn, mình nghe khoảng 30 phút nghe thì bảo đảm là những cái kỹ năng về xử lý hình ảnh nó tốt hơn rất là nhiều, không phải như hồi xưa nó khó khăn. Bây giờ thì nó quá dễ dàng cho những cái tác phẩm nhiếp ảnh nó được đẹp hơn, ấn tượng hơn với người xem. Vâng, thưa anh Quang Hào, và với vai trò quản lý, anh có những cái định hướng hay là những giải pháp gì để mà mang đến những tiết mục biểu diễn chất lượng trong bối cảnh hiện nay? Thực ra thì nói trong cái công tác biểu diễn ấy, về nghệ sĩ thường xuyên update những cái thông tin, những cái tài liệu. Thì nhà hát Trưng Vương cũng thường xuyên mở những cái lớp tiếng Anh cho các diễn viên cũng như cán bộ công nhân viên của nhà hát, ít nhất là cũng phải giao tiếp và cái vấn đề để cũng tiếp cận được với thế giới. Thứ hai nữa là cũng có những cái chuyên gia nước ngoài cũng bằng cái hình thức là trao đổi online cho các bạn diễn viên về cái làm chủ sân khấu và để cho các bạn có những cái tiếp cận với những cái chuyên gia ở nước ngoài. Tuy nhiên là để mà đáp ứng để nâng cao được những cái chất lượng của chương trình nghệ thuật thành những cái trang thiết bị nó phải tương ứng đối với lại cái thời đại. Thế thì thường xuyên phải update, và thứ hai nữa là làm sao những cái trang thiết bị cho nghệ thuật biểu diễn nó phải tương ứng. Ít nhất nó phải đạt được những cái chất lượng phải từ gọi là tốt trở lên, chứ không thể nào là khá được. Và cũng nhân dịp trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ về những cái dự định cá nhân của anh cũng như là các cái chương trình biểu diễn sắp tới của nhà hát Trưng Vương, và có những cái chương trình biểu diễn nào mà chúng ta ứng dụng công nghệ số không ạ?
trong sắp tới? Có, chúng tôi đang làm việc với một cái team ở trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Có nghĩa là sắp tới chúng tôi sẽ sản xuất những cái chương trình, thay vì là mình sẽ sản xuất rất là nhiều tiền ở trên sân khấu, bằng là ví dụ như là chúng tôi sẽ bày về cảnh trí, rồi làm rất là nhiều những cái trên sân khấu nó rất là tốn kém. Thế thì chúng tôi sẽ làm việc với team này là ví dụ tôi hát một bài sen thì tôi đang đứng ở một cái không gian, một cái ao sen nó rất đẹp, rất là đời thật, để cho tạo được cái không gian cho khán giả xem. Ví dụ tôi đang đứng ở một cái lũy tre làng, một cái thay vì chúng ta sẽ set up đạo cụ trên nó thì bây giờ người ta sẽ làm như là một cái cảnh thật luôn. Và trong tương lai là tôi nghĩ là chắc là đầu năm 2023 chúng tôi sẽ cho ra những cái sản phẩm này. Và với cá nhân của tôi á, thì bây giờ tôi đang hướng về những cái gì xưa nhưng mà sẽ update với cái công nghệ. Ví dụ như bây giờ là tôi sẽ quay về với sản xuất cái đĩa than, nhưng cũng có những cái cách thu trong những cái phòng thu rất tiên tiến, vào những cái phòng thu mà nó chất lượng cao, nó những cái mic mà có khi là nó, và sau đó mình sẽ quay về mình làm cái đĩa than. Và hiện tại bây giờ là những cái đầu độc đĩa than bằng công nghệ số mới bây giờ cho ra cái âm thanh rất là hay và chân thực, và cái đối tượng để nghe những cái này thì cũng rất là nhiều, những cái người họ nghe nhạc rất là, gọi là rất là chuyên nghiệp. Xin được chúc những cái dự định, kế hoạch của anh sẽ sớm thành hiện thực và sẽ lan tỏa được cái hiệu ứng mạnh mẽ trong khán giả. Vâng, còn với nhà thơ Nguyễn Nhân Khiêm thì như thế nào ạ? Những dự định sáng tác của nhà thơ trong tương lai như thế nào, và có những cái tác phẩm hay là những cuộc thi nào sắp tới mà chúng ta sẽ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và sử dụng công nghệ 4.0 hay không? Về cá nhân thì phải nói rằng về công việc của hiện nay thì tôi muốn rằng trong thời gian đến thì bản thân tôi với tư cách là tổng biên tập của tạp chí Non Nước thì cũng muốn cùng với anh em để làm sao mà xuất bản cái tạp chí này nó hàng tháng nó chất lượng nâng cao. Trong thời gian qua này đã nâng cao rồi thì bản thân tôi cũng muốn rằng là nó phải chuyển tải được tất cả các sáng tác của anh em văn nghệ sĩ của thành phố mà có ở trong cái tạp chí này, thì đó cũng là một kế hoạch cá nhân của tôi nó đóng góp cho cái chung. Còn về sáng tác riêng ấy, thì phải nói rằng trong cái năm vừa qua tôi có được cái sự may mắn ở chỗ là mình có những cái thời gian rỗi trong thời dịch ấy, đã tổ chức bản thảo và in 2 tập thơ rồi, đó là tập Bên Cửa Sổ và tập Biến Thể. Về thời gian tới thì tình cuối năm này tôi tiếp tục xuất bản 2 tập thơ nữa để mà đóng góp cho cái văn học của thành phố. Vâng, với nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền thì sắp tới anh sẽ có những dự định gì không ạ? Cái nhiếp ảnh thì mình cảm thấy mình rất là may mắn vì mình có thể là công bố tác phẩm hoặc là đưa tác phẩm mình tới thế giới rất là nhanh. Như đặc biệt như năm vừa rồi thì các cuộc thi quốc tế thì mình được là gần 100 giải thưởng của quốc tế về nhiếp ảnh. Cái giải thưởng không quý bằng cái mà mình đưa được những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước đi triển lãm tại các nước ấy, thì mình rất là tự hào về điều đấy. Và trong cái thời gian đây thì mình cũng đang có dự định là mới đi Trường Sa về, và dự định là sẽ ra một cái triển lãm ảnh về sức sống Trường Sa. Mình rất là tâm đắc, nhưng mà thời gian này làm rất là kỹ, tại vì những cái gì mà nó liên quan tới cảm xúc thì mình không thể hời hợt được, nên là cũng đang trong tranh thủ là sáng tác thêm về những cái hình ảnh phong cảnh của thành phố, là thực sự là mình đã đeo đuổi rất là nhiều năm, thì cứ vừa làm cái kia vừa tranh thủ thời tiết đẹp thì lại dạy loanh quanh sáng tác nơi đây. Cảm ơn nghệ sĩ Huỳnh Văn Truyền ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại 4.0 thì việc không ngừng nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật là yêu cầu cần thiết. Và bên cạnh sự hỗ trợ của công nghệ, các hiệp hội thì bản thân chính mỗi văn nghệ sĩ cũng cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá văn học nghệ thuật mỗi ngày để những đứa con tinh thần được công chúng đón nhận, được vinh danh tại các giải thưởng trong và ngoài nước. Nhiều tác phẩm đỉnh cao ra đời sẽ làm cú hút mạnh mẽ đưa con tàu văn học nghệ thuật thành phố lên tầm cao mới. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và chương trình tọa đàm Đời sống văn nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.